toàn cảnh quốc tế trong 24 giờ qua. Vấn đề năng lượng tiếp tục là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine. Thủ đô Kyiv nhanh chóng xây dựng pháo đài bê tông, tăng cường phòng thủ sau loạt không kích. IAEA, EU và NATO, người gửi viện trợ, kẻ kêu gọi bảo vệ, ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân. Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine nói muốn giành lại Donbass và Crimea bằng biện pháp phi quân sự, định Kremlin phản ứng ra sao. Ở diễn biến khác, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bất ngờ gửi thư cho lãnh đạo Triều Tiên. Nội dung bức thư là gì? Quân đội Mỹ dự định trở lại căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Á sau 30 năm. Lý do tại sao? Cùng nhiều tin tức xã hội đáng chú ý khác, mời quý vị đến với toàn cảnh quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Toàn cảnh quốc tế. Mời quý vị cùng nhìn lại bức tranh thế giới trong ngày cuối tuần với những diễn biến nóng nhất của chính trường thế giới cùng nhiều tin tức xã hội nổi bật. Như thường lệ thì cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Nga thời gian qua dồn dập tấn công bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở năng lượng tại nước này. Đáng chú ý thì tất cả các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine đã mất điện hàng loạt sau đợt oanh kích này, khiến cuộc sống của người dân thêm lầm than giữa mùa đông lạnh giá. Ukraine đang làm gì để giải quyết tình trạng khủng hoảng hiện nay của đất nước, diễn biến tiếp theo tại mặt trận Đông Âu như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Theo hãng thông tấn Ukinform đưa tin vào hôm 25 tháng 11, hiện nay quân đội và các kỹ sư Ukraine đang tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev bằng cách xây dựng các pháo đài làm bằng bê tông để bảo vệ thủ đô Ukraine. Chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết, theo chỉ huy của lực lượng mặt đất Ukraine, Nga vẫn chưa tập hợp lực lượng tấn công về phía Bắc tuy nhiên đây không phải là lý do để bỏ qua việc bảo vệ thủ đô và sự an toàn của công dân cho nên quân đội cùng các kỹ sư đang làm việc để tăng khả năng phòng thủ của thành phố bằng cách xây dựng các pháo đài kiên cố những pháo đài này vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho người dân cũng như phương tiện vật chất bảo đảm chỉ huy một cách ổn định nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự và chống lại các vũ khí sát thương từ quân đối thủ Thưa quý vị, trước đó thì chính quyền Kiev tạm thời đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân, trong đó có cả nhà máy Zaporizhia để đảm bảo an toàn trước những trận giao tranh với lực lượng Moscow. Mới đây thì cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thông báo rằng tất cả các cơ sở điện hạt nhân của Ukraine đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia theo NHK đưa tin. Ngày 25 tháng 11, tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Mariano Rossi cho biết, Hôm nay, bốn nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động của Ukraine đều đã được kết nối lại với lưới điện quốc gia. Nguồn điện cung cấp cho các nhà máy này đã được khôi phục. Các nhà chức trách Ukraine cũng đã xác nhận với IAEA rằng ba nhà máy điện hạt nhân Rivne, Na Ukraine và Khmelnytsky đã liên kết với lưới điện chung và đang hoạt động để cung cấp điện cho người dân. Cơ sở Chernobyl cũng đã được cấp điện trở lại ngay sau đó, Riêng nhà máy Zaporizhia đang ở chế độ dừng hoạt động nhưng vẫn cần kết nối với nguồn điện chung nhằm duy trì chức năng làm mát cho các lò phản ứng. Ông Rossi cho biết thêm, các chuyên gia của IAEA đã hoàn thành sứ mệnh kiểm tra và đảm bảo an ninh hạt nhân kéo dài một tuần ở nhà máy trước nơi bên. Bên cạnh đó, thì cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cũng nhanh chóng lên tiếng trước tình hình hiện nay ở Ukraine theo đài NHK, hôm 25 tháng 11, dẫn lời của người đứng đầu cơ quan IAEA cho rằng là ngành công nghiệp hạt nhân của Ukraine đã trải qua mất mát lớn kể từ khi xung đột nổ ra. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hành động để bảo vệ các cơ sở và ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân. Ông Rafael Grossi đã kêu gọi ngừng ngay lập tức các hành động quân sự đe dọa các cơ sở hạt nhân của Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi tất cả các nhà máy hạt nhân của nước này mất điện vào hôm 24 tháng 11. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã khôi phục nguồn điện bên ngoài. Trong khi đó, công ty năng lượng nhà nước Ukraine Energotom đang nỗ lực để khôi phục hoạt động tại ba cơ sở khác. Các nhà máy này buộc phải dùng máy phát điện diesel để cung cấp điện dự phòng làm mát các lò phản ứng. Một tin vui giữa lúc Ukraine vẫn đang chìm trong bóng tối do thiếu điện. Thưa quý vị, hãng thông tấn Yuki Form đưa tin mới đây trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân Ukraine, những người đang phải hứng chịu các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng, đồng thời tuyên bố tăng cường viện trợ cho Ukraine. Sau cuộc điện đàm, bà von der Leyen cho biết, Tôi đã bày tỏ với Tổng thống Zelensky rằng EU hoàn toàn đoàn kết với Ukraine giữa lúc đang hứng chịu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của đất nước. Tôi hoàn toàn phản đối những cuộc tấn công này. Theo Yuki Form, Thông qua Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp của EU, Ủy ban châu Âu hiện đang chuẩn bị chuyển tới Ukraine các khoản đóng góp lớn của các nước thành viên. Đặc biệt, các khoản tài trợ sẽ bao gồm 200 máy biến áp cỡ trung bình và một máy biến áp cỡ lớn từ Litva, 40 máy phát điện hạng nặng từ trung tâm Res EU có trụ sở tại Romania. Một máy phát điện này có thể cung cấp điện liên tục cho các bệnh viện vừa và nhỏ. Bà von der Leyen nhấn mạnh, Chúng tôi cũng đã liên hệ với các công ty có liên quan ở nhiều quốc gia khác nhau để yêu cầu cung cấp các thiết bị điện áp cao quan trọng, bao gồm cả máy biến áp và đang phối hợp với các đối tác để nhanh chóng vận chuyển đến Ukraine. Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, EU đã cung cấp hỗ trợ về chính trị, kinh tế, nhân đạo và quân sự cho Ukraine. Đặc biệt, theo yêu cầu của Ukraine, cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu đã được kích hoạt. Các nước EU và những quốc gia đối tác có thể gửi viện trợ nhân đạo cho Ukraine, cụ thể là các nhu yếu phẩm cho người dân trong điều kiện mùa đông. Ủy ban châu Âu đã thành lập trung tâm viện trợ trên lãnh thổ của các quốc gia EU để có thể nhanh chóng chuyển thiết bị tới Ukraine. Trong khi đó tại miền nam lãnh thổ, Bộ tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine tuyên bố đã bắt đầu sơ tán các cư dân khỏi thành phố Kherson. Thông tin do TASS đăng tải. Cụ thể, bộ này thông báo trên Facebook hôm 25 tháng 11 rằng việc sơ tán người dân rời khỏi Kherson đã bắt đầu. Hôm nay, một chuyến tàu chở 100 cư dân đầu tiên đã rời Kherson để đến Khmelnytsky. Cơ quan này cho biết, ngoài phương tiện là tàu hỏa, thì người dân cũng được sơ tán bằng xe buýt đến các thành phố Odessa, Nikolayev và Kryvyi Rih. Trước đó đã có nhiều thông tin cho rằng chính quyền Kiev đã chuyển dành bệnh nhân từ các bệnh viện Kherson đến Nikolayev và Odessa. Ngày 9 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu ra lệnh rút quân khỏi thành phố Kherson sang bờ đông sông Dnipro để thiết lập hệ thống phòng thủ, mệnh lệnh được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra sau cuộc họp với Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự tại Ukraine Sergei Surovikin. Đáng chú ý thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tôi sẽ rất ủng hộ nếu ai đó sẵn sàng chỉ cho Ukraine cách giành lại bán đảo Crimea bằng các biện pháp phi quân sự. Đáp lại lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự do của Nga LDPR, Leonid Slutsky hôm 25 tháng 11 cho biết người đứng đầu chính quyền Kiev chỉ già vơ là một người gìn giữ hòa bình trước mặt những đồng minh phương Tây. Ông Slutsky tuyên bố, đối với Kiev, Krum và Donbass chỉ là những lãnh thổ mà họ có thể trao cho phương Tây để thiết lập các căn cứ quân sự hoặc phòng thí nghiệm sinh học. Ông Slutsky cho rằng, Tổng thống Zelensky một lần nữa chứng minh đối với chính quyền Kiev hiện tại, ý kiến và mong muốn của người dân chẳng có ý nghĩa gì. Ở cuối bài viết trên Telegram, người đứng đầu LDPR kết luận, chúng tôi sẽ không từ bỏ người dân của mình. Trump sẽ không bao giờ là của Ukraine nữa vì nó đã quay trở về với Nga mãi mãi. Ở một diễn biến khác đáng chú ý, thưa quý vị, vừa qua có nhiều tin đồn trên truyền thông Nga cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tuyên bố lệnh tầng động viên toàn quốc trong bài phát biểu thường niên sắp tới. Điện Kremlin đã phản ứng như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 25 tháng 11 đã bác bỏ tin đồn rằng Tổng thống Putin sắp tuyên bố tổng động viên toàn quốc. Ông cho biết những suy đoán đó là không có căn cứ. Tin đồn tập trung vào báo cáo sắp tới mà Tổng thống Putin sẽ trình lên Quốc hội nga. Bài phát biểu được nhiều nhà quan sát so sánh như thông điệp liên bang của tổng thống Mỹ. Những suy đoán trên được đưa ra sau khi kênh truyền hình nga Tass TV hồi đầu tháng này đưa tin bài phát biểu sắp tới của ông Putin sẽ giật gân, tuyên bố việc huy động không chỉ lực lượng dự bị quân sự mà toàn xã hội và nền kinh tế thậm chí còn thanh trừng bất kỳ ai cản trở việc huy động. Hồi tháng 9, Tổng thống Putin đã ra lệnh huy động một phần, khẳng định việc huy động quân dự bị là cần thiết để hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Putin nói trên thực tế, Nga đang đương đầu với cả khối NATO và cần thêm nhân lực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết định huy động khoảng 300.000 quân dự bị và thông báo đã đạt được mục tiêu vào cuối tháng 10. Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân kể từ sau Thế chiến thứ hai. Thưa quý vị, cuộc xung đột Đông Âu hiện nay đã bước sang tháng thứ 10 và Mỹ vẫn tiếp tục là đồng minh viện trợ nhiều nhất cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Tuy nhiên, sự kéo dài chưa hồi kết này lại khiến những bất đồng trong chính nội bộ của phương Tây dần bị phơi bày. Trong một bài viết của tạp chí Politico gần đây, dẫn lời một quan chức cấp cao của EU cho biết, khối 27 quốc gia châu Âu đang không vừa lòng với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vì tin rằng Washington đang dùng xung đột ở Ukraine để trục lợi theo đó, các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu EU đang tức giận với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Họ cho rằng Washington đang kiếm được nhiều tiền từ cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nước EU chịu thiệt hại về kinh tế. Tạp chí Politico dẫn lời một quan chức cấp cao EU nhấn mạnh, Mỹ đang thu lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột Ukraine vì họ đang bán nhiều khí đốt hơn với giá cao hơn và cũng đang bán nhiều vũ khí hơn. Trong khi đó, NATO tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn với Nga và cam kết hỗ trợ Kiev Tại phiên họp thường niên lần thứ 68 của Hội đồng Nghị viện NATO hôm 21 tháng 11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng các quốc gia thành viên NATO cần phải chuẩn bị để hỗ trợ cho Ukraine trong một chặng đường dài. Và tuyên bố này tiếp tục được ông nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 11. Người đứng đầu Liên minh NATO hôm 2 tháng 11 đã cam kết hỗ trợ Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga tới khi nào còn cần thiết. Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã nói chuyện với báo giới trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Romania vào tuần tới. Ông kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục cung cấp hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác cho Ukraine. Ông Stoltenberg chỉ ra rằng các nước NATO đã cung cấp nhiên liệu, vật tư y tế, thiết bị mùa đông và thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái, đồng thời cho biết rằng ông sẽ kêu gọi thêm ở Bucharest. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp Ukraine chuyển đổi từ thiết bị thời Liên Xô sang các tiêu chuẩn học thuyết và huấn luyện hiện đại của NATO trong thời gian dài hơn. Không dừng lại ở đó, NATO cũng tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng và phòng thủ của liên minh. Reuters đưa tin, các lực lượng NATO đã tham gia tập trận ở miền bắc Ba Lan vào hôm 25 tháng 11, một khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh sườn phía đông của liên minh. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết Cuộc tập trận Thomas 22 có sự tham gia của 2.000 binh sĩ thuộc các lực lượng trên bộ và trên không. Ngoài ra còn có hơn 1.000 thiết bị hỗ trợ chiến đấu và hậu cần. Diễn ra vào một ngày tuyết rơi, cuộc tập trận bao gồm thực hành băng qua nước và đổ bộ. Tiếng nổ vang lên ở hồ Kepno, gần làng Clusi, khi một cuộc tấn công mô phỏng bắt đầu. Cuộc tập trận chứng kiến hàng chục binh sĩ Ba Lan và đồng minh vượt biển bằng các phương tiện quân sự, trong khi quân đội Mỹ trên xe tăng Abrams mô phỏng truy đuổi kẻ thù, bộ trưởng quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết là một phần của cuộc tập trận các bài tập được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và quan sát của chúng tôi về chiến trường ở Ukraine. Chúng tôi biết những phương pháp mà Nga sử dụng và phương pháp phòng thủ nào là hiệu quả. Hành lang Suwaki dài đất liền duy nhất kết nối ba nước Baltic Litva. Latvia và Estonia với phần còn lại của NATO được xem là điểm sung yếu nếu xảy ra xung đột giữa liên minh quân sự này với Nga. Hành lang dài chưa tới 100 km chạy dọc theo biên giới Ba Lan, Litva, nối vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga với Belarus. Ba Lan đã tăng cường lực lượng vũ trang để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga và có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP, theo Reuters. Hai quốc gia thành viên NATO là Đức và Pháp mới đây cũng khẳng định rằng Paris và Berlin sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine đến cùng trong cuộc xung đột quân sự với Moscow. Đây là lời phát biểu của Thủ tướng Pháp bà Elizabeth Brunner, được from trích dẫn. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz diễn ra ở Berlin ngày 25 tháng 11, bà Elizabeth Brunner nói rằng, kể từ khai Nga tiến hành hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine, hai nước Pháp và Đức đã hỗ trợ không ngừng cho chính quyền Kiev, Chúng tôi đã nỗ lực phản đối cuộc chiến này cùng với các nước EU. Paris và Berlin hoàn toàn nhất trí trong việc ủng hộ Ukraine và sẽ tiếp tục làm điều đó đến cùng. Trước đó, tại diễn đàn an ninh Halifax được tổ chức ở Canada, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin cũng khẳng định việc hỗ trợ và bảo vệ Ukraine là điều quan trọng đối với toàn thế giới hiện nay. Berlin cũng tuyên bố đã cung cấp cho Warsaw hệ thống Patriot để giúp bảo vệ không phận Ba Lan sau khi một tên lửa bay lạc giết chết hai người ở Ba Lan vào tuần trước. Trong một diễn biến mới nhất thì tổng thống Ba Lan hôm 25 tháng 11 cho rằng việc bố trí các hệ thống này ở đâu là do Đức quyết định, đồng thời nói thêm sẽ tốt hơn cho an ninh của Ba Lan nếu chúng được đặt trên lãnh thổ Ukraine gần biên giới. Đức cho biết đã thảo luận với yêu cầu từ đồng minh Ba Lan rằng hệ thống phòng không Patriot của Đức được gửi tới Ukraine sau khi người đứng đầu NATO cho rằng Liên minh quân sự không phản đối động thái như vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đã yêu cầu Đức gửi các hệ thống phòng không tới Ukraine. Từ quan điểm quân sự, tốt nhất là chúng nên được đặt ở Ukraine để bảo vệ lãnh thổ Ba Lan. Như vậy, các hệ thống sẽ bảo vệ cả Ukraine và Ba Lan một cách hiệu quả nhất. Nhưng quyết định vẫn thuộc về phía Đức. Reuters dẫn lời Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói trong cuộc họp báo ở Kūnas, Litva. Phát biểu cùng với ông Duda, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda kêu gọi tăng cường chính sách trừng phạt của EU, bao gồm cả việc bổ sung các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp Nga và Rosatom vào danh sách bị trừng phạt. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu đang thúc đẩy gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga để đáp trả chiến dịch quân sự của Moscow và Ukraine. Thưa quý vị, Trung Quốc được cho là đã và đang tìm mọi cách thúc ép Nga, Ukraine và các bên liên quan giảm bớt căng thẳng kể từ khi xung đột ở Đông Âu nổ ra. Trong đó, thì Bắc Kinh yêu cầu Mỹ từ bỏ kế hoạch viện trợ máy bay chiến đấu của Ba Lan cho Ukraine. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị theo dõi những phân tích do tờ Spectator đăng tải hôm 25 tháng 11. Vào cuối tháng 2, hai tuần sau khi quân đội Nga tiến vào Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken đã công khai tuyên bố rằng Washington đã bật đèn xanh cho phép các đồng minh NATO cung cấp máy bay chiến đấu thời liên xô cho Ukraine, cụ thể là những loại máy bay mà Ukraine biết cách sử dụng và cho biết Mỹ cũng đang thực hiện một thỏa thuận để Ba Lan chuyển giao phi đội máy bay chiến đấu MiG 29 của nước này cho Kyiv. Trong vòng vài ngày sau đó, Warsaw thông báo rằng họ sẽ gửi các máy bay phản lực tới căn cứ không quân Ramstein của lực lượng Mỹ ở Đức. Tuy nhiên vài giờ sau thông báo của Ba Lan, Lầu Năm Góc đã phản hồi rằng máy bay sẽ không được chuyển giao và cho biết đề xuất của ba lan không thể thực hiện được bài báo của tờ spectator cho biết rằng trung quốc là bên đã trực tiếp tạo ra bước ngoặt này nhà báo owens matthews ghi rõ những nỗ lực của trung quốc nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang đã có tác dụng theo cả hai hướng giữa lúc bắc kinh ép mỹ ngừng chuyển giao máy bay chiến đấu các quan chức quốc phòng của trung quốc cũng đã bàn bạc cùng với nga và kêu gọi nga tuân thủ học thuyết hạt nhân lâu đời của mình đó chỉ là có quyền sử dụng hạt nhân nếu bị tấn công bằng hạt nhân trước. Tờ Spectator cho biết, gần 9 tháng sau khi xung đột nổ ra, NATO vẫn chưa cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, bất chấp lời kêu gọi mạnh mẽ từ Kiev. Lập trường của Trung Quốc đối với Ukraine vẫn giữ trung lập. Theo trang RT của Nga, Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị tuần trước tuyên bố rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Nga và các quốc gia có cùng chí hướng khác để thúc đẩy sự phát triển của một thế giới đa cực, Trung Quốc đến nay đã không bán thiết bị quân sự cho Nga và các nhà ngoại giao của nước này sẽ tiếp tục công khai kêu gọi giải quyết xung đột thông qua đàm phán. Mặt khác, trong suốt thời gian chiến sự nổ ra, nhiều chuyên gia, nhà báo đã đưa ra những nhận định, phân tích đáng chú ý liên quan đến diễn biến trên chiến trường Đông Âu. Mới đây, thì một nhà báo người Mỹ, ông David Ademans, chia sẻ trên tờ CNN cho rằng một thỏa thuận đình chiến trong cuộc xung đột Ukraine ngay bây giờ về cơ bản sẽ đánh dấu chiến thắng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong bài viết được đăng tải hôm 24 tháng 11, ông Andelman lập luận một hiệp định đình chiến hoặc đàm phán có thể là con đường duy nhất để Nga có thể chiến thắng vào lúc này, bởi nhân lực và nguồn cung vũ khí của Nga đang dần cạn kiệt. Giám đốc nghiên cứu về Nga tại tổ chức phi lợi nhuận CNA và là chuyên gia hàng đầu về quân đội Nga, Michael Kopman nói với ông Andelman trong một cuộc phỏng vấn rằng, thỏa thuận đình chiến đóng vai trò giúp cả hai bên tái trang bị vũ trang và vì hiện tại Nga đang thiệt thòi nhất nên Nga sẽ là bên có lợi nhất trong việc này. Mặt khác, vị quan chức quan ngại, thỏa thuận đình chiến sẽ làm xung đột kéo dài và không giải quyết được bất kỳ vấn đề cơ bản nào. Các chuyên gia cho biết, Nga đang bắt đầu tái vũ trang. Ông Kotman nói, kho vũ khí có sẵn là một trong những khía cạnh quyết định nhất của cuộc chiến này. Ông cũng cho biết rằng, một số nhà máy sản xuất vũ khí ở Nga đã tăng từ 2 ca lên 3 ca làm việc một ngày. Ông Kotman lập luận thêm, việc thiếu các bộ phận quan trọng khiến họ phải tăng ca lên gấp đôi, gấp ba. Vào tháng trước, ông Jeremy Fleming, người đứng đầu cơ quan gián điệp điện tử bí mật hàng đầu của Anh, cũng đã có cùng quan điểm khi lên tiếng rằng các chỉ huy Nga thừa biết rằng nguồn cung vũ khí và đạn dược đang cạn kiệt. Nhà báo Adelman ghi rõ trong bài viết rằng thỏa thuận đình chiến sẽ mang lại cho Nga một không gian vô cùng hiệu quả để có thể tái trang bị lực lượng. Chuyển sang các khu vực khác, thưa quý vị, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 11 vừa tiết lộ nội dung một bức thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cho nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un. Theo đó, trong bức thư gửi ông Kim, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Bình Nhưỡng vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, KCNA đã không đề cập đến các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng, vốn đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Hôm 18 tháng 11, Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong-17, một ngày sau khi cảnh báo về việc Washington tăng cường hiện diện an ninh ở khu vực. Theo KCNA, vụ phóng tên lửa Hwasong-17 là một phần trong chiến lược xây dựng quốc phòng ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên nhằm thiết lập sự gian đe hạt nhân tuyệt đối với những mối đe dọa từ Hàn Quốc và Mỹ. Trong khi đó, trước những lo ngại về sức ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thưa quý vị, quân đội Mỹ có thể sẽ trở lại Vịnh Subic ở Philippines, nơi từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Á sau 30 năm. Được biết, cơ sở này nằm ở đối diện với Biển Đông và có một vị trí chiến lược tại khu vực, theo hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức Philippines cho hay. Theo Kyodo, Manila và Washington đã và đang đàm phán về việc thiết lập 5 địa điểm ở Philippines để xây dựng cơ sở quân sự và vũ khí dự bị của Mỹ, theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng Cường, EDCA. Chủ tịch Cơ quan Quản lý Đô thị Vịnh Subic, Roland Paulino, nói với hãng tin Kyodo, ông tin rằng Vịnh Subic sẽ là một trong các địa điểm đó. Được ký kết vào năm 2014, EDCA cho phép Mỹ hiện diện nhiều hơn tại các căn cứ quân sự của Philippines. Theo đó, Washington được phép đặt trang thiết bị quốc phòng tại 5 căn cứ của Philippines và luân chuyển quân sự tại những căn cứ này. Tuy nhiên, việc triển khai thỏa thuận này bị đình trệ dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Vào ngày 9 tháng 11, đại sứ Mỹ tại Philippines Marie Kay Carson đã đến thăm Vịnh Subic và nhà máy đóng tàu mà một công ty của Mỹ đã mua lại trong năm nay. Ông Paulino tin rằng chuyến thăm của bà Marie Kay Carson nhấn mạnh tầm quan trọng của vịnh Subic đối với Mỹ, một quan chức cấp cao của Philippines cho biết cũng có hai công ty Trung Quốc muốn nắm quyền kiểm soát nhà máy đóng tàu này nhưng Mỹ đã hành động trước. Trước đó thưa quý vị, hãng tin Sputnik hôm 24 tháng 11 dẫn lời bộ ngoại giao Philippines cho biết là chính quyền nước này đã đệ trình 189 công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc trong năm 2022 về vấn đề ở biển Đông. Tuyên bố được đưa ra sau khi Manila yêu cầu Bắc Kinh giải thích về việc thu giữ một bộ phận tên lửa trên Biển Đông vào cuối tuần qua. Tính đến ngày 22 tháng 11, Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi 189 công hàm phản đối, trong đó 61 công hàm được chính quyền hiện tại đệ trình. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines nói với báo giới, Reuters hôm 21 tháng 11 dẫn lời Phó Đô đốc Philippines thông báo xuồng hải quân nước này bị tàu hải cảnh Trung Quốc cản trở và cắt dây khi đang kéo một vật thể trên Biển Đông. Trong khi đó, theo Sputnik, cảnh sát biển Trung Quốc đã ngăn quân đội Philippines thu hồi các mảnh vỡ được cho là của tên lửa Trường Trinh năm của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Philippines đã bàn giao vật thể này cho các quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc sau các cuộc đàm phán hữu nghị trên biển. Theo đài NHK, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tuyên bố ông sẽ không gửi công hàm phản đối Trung Quốc sau sự kiện trên. Phát biểu với báo giới hôm 22 tháng 11, tổng thống Marcos tuyên bố khu vực châu Á Thái Bình Dương đang nóng lên và những hiểu lầm có thể khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ. Ông Marcos dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 1, lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. Liên quan đến vấn đề đảo Đài Loan, thưa quý vị, sau chuyến công du tới Nga, chủ tịch Cuba đã thăm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Hãng tin Sputnik hôm 26 tháng 11 đưa tin, sau cuộc gặp giữa chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình, Cuba đã nêu quan điểm phản đối mạnh mẽ trước mọi nỗ lực sử dụng vấn đề Đài Loan để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Phía Cuba nhắc lại cam kết vững chắc đối với nguyên tắc một Trung Quốc, công nhận chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc và Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tuyên bố nhấn mạnh Vấn đề Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không ai có quyền can thiệp vào. Phía Cuba phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào sử dụng vấn đề Đài Loan để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm đạt được sự thống nhất đất nước, hãng tin Sputnik trích tài liệu cho hay. Không dừng lại ở đó, tại cuộc họp hôm 25 tháng 11, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Cuba đã cam kết ủng hộ lẫn nhau về lợi ích cốt lõi của hai nước. Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc hy vọng tăng cường phối hợp và hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực với Cuba. Trung Quốc thường xác định lợi ích cốt lõi là mục tiêu bảo vệ sự phát triển kinh tế và chính trị cùng với quyền kiểm soát đối với lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền. Chuyến thăm của chủ tịch Cuba là một dấu hiệu nữa cho thấy Trung Quốc đang cố tái khởi động các hoạt động ngoại giao sau giai đoạn đóng cửa vì đại dịch. Được biết chủ tịch Cuba thăm Trung Quốc từ ngày 24 đến 26 tháng 11. Giữa lúc đó, căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục kéo dài xung quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku hay còn gọi là đảo Điếu Ngư. Đài NHK hôm 25 tháng 11 đưa tin, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết hai tàu của chính phủ Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản ngoài khơi quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông. Giới chức Nhật Bản cho biết các tàu đã đi vào vùng biển ngoài khơi đảo Minami-Kojima vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng ngày 25 tháng 11 các tàu đã cố tiếp cận một tàu đánh cá Nhật Bản đang hoạt động trong vùng lãnh hải cách đảo Minami Kojima khoảng 21 km theo NHK. Các tàu tuần tra của Nhật Bản đã tiến hành nhiệm vụ trong khu vực để đảm bảo an toàn cho tàu đánh cá, đồng thời yêu cầu các tàu Trung Quốc ngay lập tức rời khỏi lãnh hải Nhật Bản. Các quan chức Nhật Bản thường xuyên phản đối sự hiện diện của các tàu tuần dương Trung Quốc trong vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư. Nhật Bản hiện kiểm soát quần đảo, nhưng Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền nơi đây. Hiện phía Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với một số tin tức xã hội nổi bật. Kính thưa quý vị, sau khi phải vật lộn với tình trạng dân số trong nước già đi nhanh chóng thì Trung Quốc đã ra mắt chương trình hưu trí tư nhân tại 36 thành phố vào hôm 25 tháng 11 vừa qua. Điều đó sẽ cho phép là các cá nhân mở tài khoản hưu trí tại ngân hàng để mua các gói hưu trí từ tiền gửi theo Today Online đưa tin. Động thái này đánh dấu sự ra mắt chính thức của phiên bản IRA Trung Quốc, tức tài khoản hưu trí cá nhân ở Hoa Kỳ. Bộ nhân sự và an sinh xã hội Trung Quốc cho biết Đợt đầu tiên của các thành phố đủ điều kiện là bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thành Đô. Các chương trình thí điểm được triển khai ở một số nơi. Được gọi là trụ cột thứ ba của hệ thống lương hưu Trung Quốc, điều này sẽ bổ sung cho những thiếu sót của hệ thống lương hưu hiện tại. Trung Quốc công bố kế hoạch về chế độ lương hưu tư nhân vào tháng Tư. Đầu tháng này, họ đã công bố các quy tắc liệt kê các sản phẩm đã được phê duyệt và nêu tên các công ty có thể tham gia chương trình. Những người lao động trong nước có thể tham gia chương trình này và đóng góp tới 12.000 nhân dân tệ, tương đương 1.676 đô la Mỹ mỗi năm. Hiện họ có thể mở tài khoản quỹ hưu trí cá nhân với 23 ngân hàng thương mại, bao gồm 6 ngân hàng nhà nước. Theo các chuyên gia, thị trường tài chính hưu trí của Trung Quốc có thể đạt 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Theo tổ chức y tế thế giới, trong 20 năm nữa, 28% dân số Trung Quốc sẽ trên 60 tuổi, tăng từ 10% như hiện nay, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh bậc nhất thế giới. Tại Nhật Bản, thưa quý vị, Đài NHK hôm 25 tháng 11 thông báo nước này sẽ bắt đầu phân phối rộng rãi thuốc uống điều trị COVID-19 Sokova dự kiến từ thứ hai ngày 28 tháng 11 sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Thông tin do Reuters đăng tải. Chính phủ Nhật đã cấp phép khẩn cấp thuốc Sokova vào hôm 22 tháng 11. Đây là loại thuốc uống đầu tiên được phát triển trong nước cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Bộ trưởng Y tế Nhật Kato Kasunobu nói với báo giới hôm 25 tháng 11 rằng nguồn cung cho một triệu người đã sẵn sàng và công tác chuẩn bị để phân phối đã tiến triển thuận lợi. Theo ông ban đầu, chính phủ có kế hoạch phân phối loại thuốc này vào đầu tháng 12. Thuốc Sokova sẽ được chuyển đến khoảng 2.900 cơ sở y tế được liệt kê trên trang web của chính quyền các tỉnh, theo NHK. Theo Reuters đưa tin, các nhóm nữ quyền hôm 25 tháng 11 đã kêu gọi các cuộc biểu tình trên khắp Tây Ban Nha nhằm đánh dấu ngày quốc tế không bạo lực đối với phụ nữ. Sự kiện diễn ra giữa lúc có nhiều cuộc tranh luận về quy định hình phạt với tội lạm dụng. Với khẩu hiệu chấm dứt giết người, bóc lột phụ nữ, hàng ngàn người biểu tình đã diễu hành qua đại lộ Grand Via trong trang phục màu tím. "Tôi tin rằng chúng ta phải thể hiện sự đoàn kết để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ", một người dân nói với Reuters, trong khi đó hàng trăm người cũng đã biểu tình ở Barcelona, yêu cầu chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ số phụ nữ chết vì bạo lực giới ở Tây Ban Nha đã tăng lên 1.171 người kể từ năm 2003, theo Bộ Bình Đẳng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng tham quan một khu vườn côn trùng khổng lồ giữa lòng thủ đô Paris của Pháp. Những con côn trùng như là nhện, rết, chuôn chuôn hay thậm chí là rệp được phóng to kích thước hàng nghìn lần, tạo cho khách tham quan những trải nghiệm độc đáo và ấn tượng, theo writer. Khu vườn côn trùng là dự án của Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp những người thực hiện đã phóng to kích thước của các loài côn trùng, kết hợp ánh sáng để thể hiện những chi tiết khó nhìn thấy bằng mắt thường, qua đó làm nổi bật tầm quan trọng của các loài côn trùng với đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái. những hình ảnh đặc sắc này sẽ là lời chào tạm biệt của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại